Nam sinh lớp 10 chết sau tiếng nổ lớn và hàng loạt học sinh thương vong do pháo tự chế. Sáng ngày 29 tháng 1, ông Cao Tiến Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi dùng thuốc nổ làm pháo bị phát nổ làm hai học sinh thương vong. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 28 tháng 1, nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình bà V, xã Tân An, hàng xóm chạy sang kiểm tra thì phát hiện hai nam sinh nằm bất động với nhiều vết thương. Sau đó mọi người đưa hai nam sinh đến trung tâm y tế huyện Tân Kỳ cấp cứu. Tuy nhiên M, 16 tuổi, cháu bà V, không qua khỏi. Em BDM, bạn của M, đang tiếp tục được cứu chữa. Thầy Trần Trung, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3, cho biết nam sinh tử vong học lớp 10 tại trường. M ở cùng bà ngoại. Các thầy cô giáo đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai học sinh thương vong. Trong đêm ngày 28 tháng 1, Công an huyện Tân Kỳ cũng đã có mặt tại nhà bà Năm để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Liên quan đến vụ nghi nổ pháo tự chế xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 1 tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An làm 3 học sinh bị thương. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đã phẫu thuật cắt bỏ hai bàn tay không thể phục hồi của em H, 16 tuổi, học sinh trường Trung học phổ thông Mai Hắc Đế. Cụ thể vào sáng ngày 29 tháng 1, cô Lê Thị Hiền, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, Nghệ An, xác nhận có hai học sinh của trường bị thương trong vụ tai nạn trên. Cả hai đều là học sinh lớp 10A1, trong đó một em đang cấp cứu tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An trong tình trạng bị thương nặng, dập nát hai tay. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 1, một nhóm học sinh từng là bạn học với nhau ở bậc trung học cơ sở đến nhà em TMK, khối Lam Sơn, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, chơi. Tại đây, nhóm học sinh này đưa pháo tự chế ra thử nổ. Nghe tiếng nổ lớn, người dân xung quanh chạy đến nhà thì thấy ba em bị thương liền đưa tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo với cơ quan chức năng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều giấy cuốn pháo và mùi thuốc nổ. Ba học sinh gặp nạn gồm hai em ở trường Trung học phổ thông Mai Hắc Đế, một em của trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2. Trong đó em PDDH bị thương nặng nhất ở cùng mặt, cổ và dập nát hai tay có nguy cơ phải cắt bỏ. Sự việc đáng tiếc diễn ra vào thời điểm giáp Tết, các trường đã nắm thông tin và liên hệ với gia đình học sinh gặp nạn để động viên. Thời gian qua, ngành giáo dục và các nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền về việc sử dụng pháo nổ và yêu cầu phụ huynh học sinh cùng ký cam kết, đồng thời cảnh báo về mối nguy hiểm của các loại pháo nổ. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp tai nạn đáng tiếc liên quan đến pháo gây ra. Gần đây nhất, ngày 3 tháng 1, hai anh em tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An nghịch pháo tự chế ở nhà bà và bị thương. Một em bị thương nặng và phải cắt bỏ hoàn toàn bàn tay trái. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo xã cùng công an đã đến nhà riêng của hai em nhỏ để kiểm tra xem có pháo hay không nhưng không thấy. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2021, em Cao Trọng T, 14 tuổi và Cao Trọng H, 15 tuổi, cùng chú xã Nghi Kim, thành phố Vinh, ra khu vực phía sau nhà bà nội ở xóm 8, xã Nghi Kim để chơi. Tại đây, hai anh em H nghịch pháo thì bị pháo nổ khiến cả hai bị thương nặng. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành sơ, cấp cứu. Em H bị nứt bàn tay trái hoàn toàn không thể phục hồi. Riêng em T bị thương nặng ở mặt, môi, má. Đôi mắt em T cũng bị ảnh hưởng sau vụ nổ.